Dạ vâng, xin chào ngày mới anh chị, chào tất cả quý vị khán giả. Trong ngày hôm nay, ngày cuối tuần, thì cả ba miền đất nước sẽ đều có mưa dông ạ. Ít nhiều thì cũng sẽ ảnh hưởng đến các lịch trình của quý vị. Trong đó thì mưa to nhất đó chính là khu vực Bắc miền Trung ạ. Thưa quý vị khán giả, hiện tại thì mây dông đang phát triển mạnh ở khu vực Thanh Hóa và Nghệ An. Mưa to và dồn dập trong thời gian ngắn thì lượng mưa có thể lên đến cả 100 mm chỉ trong vòng vài tiếng. Trong ngày hôm nay thì mưa vẫn sẽ tiếp tục ở khu vực Bắc miền Trung ạ. Trong tâm mưa đó chính là khu vực từ Thanh Hóa xuống đến Quảng Trị. Có những điểm mưa rất to, lên đến trên 200 mm. Ngoài nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất thì cảnh giác là nước lũ trên các sông có thể dâng lên với biên độ ở thượng nguồn là từ 4 cho đến 6 mét, còn ở hạ du là từ 2 cho đến 3 mét. Nước lũ lên nhanh như vậy thì sẽ rất nguy hiểm nếu mà quý vị di chuyển qua các khu vực có ngầm tràn. Bởi dòng nước ở đây thì chảy xiết, có thể cuốn trôi người và xe bất cứ lúc nào. Mực nước dòng chảy lên đến 30 cm thì có thể cuốn trôi bất kỳ mọi loại xe ô tô 4 chỗ. Còn khi mực nước dòng chảy lên đến 60 cm thì có thể cuốn trôi mọi loại xe. Vì thế mà khi thấy khu vực ngầm tràn bị ngập nước, tốt nhất là quý vị không nên đi qua. Và vừa rồi cũng là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày. Còn bây giờ xin mời quý vị khán giả đến với phần dự báo chi tiết ngay sau đây. Thị xã Sapa dự báo hôm nay trời vẫn có nắng, nhiệt độ trong ngày khoảng 22 độ, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông. Thành phố Hạ Long cũng có mưa về chiều tối nay, sáng và trưa trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Thành phố Hà Nội nắng diễn ra đến khoảng 15 giờ, nhiệt độ khoảng 32 độ, chiều tối thì mưa dông sẽ quay trở lại kèm sấm sét. Thành phố Đà Nẵng hôm nay có thể có mưa bất chợt trong ngày, trời mát, nhiệt độ không quá 28 độ. Thành phố Hội An cũng dịu mát cả ngày nhờ có mưa, nhiệt độ giữa trưa chỉ khoảng 28 độ. Thành phố Đà Lạt mưa chủ yếu về buổi chiều, sáng và trưa trời nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất 23 độ. Thành phố Hồ Chí Minh trưa nay nắng và hơi nóng, mức nhiệt cao nhất 33 độ. Thành phố Cà Mau mưa dông có thể đến sớm từ trưa, trước đó buổi sáng nắng gián đoạn, nhiệt độ khoảng 32 độ.